Về cơ sở lý thuyết thì nó là gì ạ? Vận dụng các tỷ số lượng giác để tính chiều cao, tính khoảng, khoảng cách và gì nữa nhỉ? Các hệ thức giữa cạnh và đường, đường cao, vân vân. Được chưa? Thế thì qua bài toán thực tế thì chúng mình sẽ được tính ví dụ như thế là chiều cao của một cái cây nào đó, hoặc là số căn nhà, số các tầng của một tòa chung cư, hoặc là gì ạ? Hoặc là chiều rộng của một khúc khúc sông. Được chưa nhỉ? Đó là nội dung lý thuyết của buổi học hôm nay. Không có gì cả đúng không? Toàn là vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.